Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn có thể thấy đây là các phím nguồn của điện thoại Oppo Neo 9 A37. Phím tăng giảm âm lượng của Oppo Neo 9 A37 nằm ở bên cạnh sườn, tách biệt khỏi phím tắt bật nguồn của Oppo Neo 9 A37. Khi quý vị bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần phím nguồn tắt bật nguồn trên điện thoại Oppo Neo 9 lỗi hỏng, không bấm được, bấm chập chờn được lúc không, cần một địa chỉ thay mới phím nguồn tắt bật nguồn trên điện thoại Oppo Neo 9, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Chúng tôi có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Oppo Neo 9 nói chung và phần phím nguồn tắt bật nguồn trên điện thoại Oppo Neo 9 nói riêng thay mới vì các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới phím nguồn, phím tắt bật nguồn trên điện thoại Oppo Neo 9 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.